Và Quyền Linh xin chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị. Và đặc biệt là rất vui gặp lại những mẹ chồng nàng dâu đã tham gia chương trình, chưa tham gia chương trình và chuẩn bị tham gia chương trình. Ở đây là một chương trình rất là vui. Tôi nghĩ rằng các bà mẹ chồng nàng dâu nên tham gia. Chúng ta có thể có cơ hội, có điều kiện để chia sẻ những cái câu chuyện của mình, rất là vui. Biết đâu đó là những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của mẹ chồng nàng dâu nhé. Ngày hôm nay vẫn thế, chúng ta sẽ gặp hai mẹ chồng nàng dâu để tìm hiểu xem họ có những góc khuất thế nào, họ có những niềm vui như thế nào. Xin mời cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Thì hàng xóm ta bảo sao ông con dâu đâu mà không bắt nó làm, bảo con dâu tôi đâu phải con dâu mấy người đâu mà sao mấy người nắm chuyện. Xin mời. À. Dạ con xin được giới thiệu lại, dạ cặp ba chồng nàng dâu. Dạ chú, chào em. Bây giờ mình có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết ạ. Cho phép tôi gửi lời chào đến MC anh Quyền Linh và MC cháu Lê Lộc cùng toàn thể quý vị khán giả đang coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên Nguyễn Văn Hùng, năm nay tôi 50 tuổi và đây là con dâu của tôi. Xin chào chú Quyền Linh và Lê Lộc và tất cả các quý vị đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em tên là Phương Thúy, năm nay em 24 tuổi và đã làm dâu của ba được 2 năm rồi. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ chưa chị. Cái ngày đầu tiên mà mình thấy con dâu tương lai ra mắt á, thì mình cảm nhận như thế nào? Hôm đó là mùng 2 Tết, gia đình tôi cũng có tổ chức bữa cơm. Thì con trai tôi nó có dắt bạn gái nó về, tức là con dâu của tôi bây giờ đó, thì cũng giới thiệu đây là bạn gái của con. Thì tôi thấy nó chào là dạ con chào bác. Thì cái ấn tượng thứ nhất là tôi thấy là cháu nói tiếng Nam, tôi rất thích nghe giọng tiếng người Nam. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên. Dạ. Rồi không biết là chị có nhớ cái ấn tượng khi gặp ba chồng của chị không? Dạ, lần đầu gặp á thì là mùng 2 Tết mà nhà ngoại thì rất là đông á. Mà gặp ba thì mặt ba nghiêm á, em sợ lắm. Dạ hả? Dạ. Nhưng mà ba có khó không chị? Dạ không, sau này về sống chung thì mới thấy ba rất là tình cảm, rất là vui. Ngày đầu làm dâu á, thì con dâu nó là làm tốt, nhiệm vụ nó không? Cháu nó về nhà tôi thì tôi cũng hướng dẫn, thì cháu nó cũng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Với hơn nữa là tôi không có đồng quan điểm với các cụ hồi xưa là phải đi làm dâu, mà mình coi nó giống như là con gái thì nó hay hơn là mình đừng có quan niệm là về phải làm dâu rồi thế này thế kia, mình đừng có gây khó khăn cho nó. Ủa nhưng mà thường chuyện mà bếp núc thì mẹ chồng hướng dẫn con dâu này kia, sao cha chồng hướng dẫn được? Tôi là về nấu ăn thì nói chung là tôi rất là giỏi. Thậm chí là tôi đi chợ. Đi chợ luôn? Đi chợ rồi nấu ăn hàng ngày. Cho nên là con dâu về là tôi cũng hướng dẫn những công việc gia đình làm như này làm kia thì nó cũng hiểu. Ba em rất là khó ăn á, nên là người khác nấu thường là ba không ăn được. Đúng rồi, tại vì cái người đàn ông mà đi chợ nấu ăn này kia là phải là ăn đúng như họ thì mới được. Chị ba em, ba em hay ghẹo em là giống như là thấy ba chồng nấu ăn giỏi như vậy, đảm đang như vậy thì mới chịu lấy chồng em. Ủa gì gia chồng gì? Nấu cơm cho con dâu ăn không hả? Dạ. Trời đất ơi. Dạ sáng ba còn chuẩn bị cơm cho con mang đi làm. Thôi. Sáng ba đi chợ, xong về nấu cơm, đưa con dâu mang đi ăn trưa. Hay vậy ta? Thậm chí sáng tôi đi mua đồ ăn sáng cho nó. Người ta, hàng xóm người ta gì người ta bảo sao ông kỳ vậy? Bảo thì con dâu tôi chứ đâu phải con dâu mấy người đâu, sao mấy người cứ phải nắm chuyện vậy? Nhà chú còn con trai không? Nhà chú thì có hai thằng, thì chồng là lớn, còn thằng thứ hai nữa. Nhiêu tuổi rồi chú? Cũng sắp lập gia đình này. Sắp lập gia đình mất lượt luôn. Thất vọng rồi. Không tới lượt con đâu. Cho con hỏi xíu là hai cha con mình có hay có mâu thuẫn gì với nhau không chú? Không. Về mâu thuẫn thì chú nghĩ là không có một cái gì, từ hồi nó về làm dâu là nó không có một cái lỗi gì hết. Nhưng có khi nào mà mẹ chồng nó la xong rồi chú không? Không,
nói chung là mẹ chồng cũng thương con dâu mà bố chồng cũng thương con dâu, chứ không có không có dị nghị là phải là. Nhưng mà thế nào cũng có một vài lời mẹ chồng nó trời con không nấu cơm đi không. Sao để cho ba con nấu này kia. Tại vì là tôi quan niệm của tôi là con dâu tức là nó đã bỏ bố mẹ nó để về với con mình thì cái đó là mình phải mừng, chứ mình đừng có nghĩ là cái kiểu như mình đừng có nghĩ là phải về nó phục vụ mình, cái đó không không tốt. Tại vì mình đừng có quan niệm nó là nó đã bỏ bố mẹ đó rồi về ở với con mình, cái đó là mừng rồi. Chứ mình đừng có quan niệm là mày phải về, mày phải làm dâu rồi mày thế này thế kia thì cái đó không lên. Chưa bao giờ mà chú thấy xúc động bởi một cái tình cảm mà người cha chồng đã rơi nước mắt vì thương con dâu như vậy. Đây là một trong những tình cảm mà mình nghĩ rằng cần phát huy và nó mang cái giá trị thiêng liêng rất là cao ha. Chú thương con dâu còn hơn con ruột luôn, thấy chưa? Khi nói đến vấn đề con dâu thì chú cũng đã rơi nước mắt rồi. Có bao giờ con thấy ba chồng con khóc thế này chưa? Dạ có. Có luôn á hả? Ví dụ như mà có lần ấy, vợ chồng cãi nhau thấy ba ngồi khóc. Giống như là nói là cưới chưa bao lâu mà chúng nó đã cãi nhau như vậy thì sợ con không hạnh phúc ấy. Nhưng mà không sao hết, ba nhiều khi cũng ba cũng lo quá. Nhưng mà chị cảm nhận như thế nào về người cha chồng dành tình cảm đặc biệt cho chị như vậy? Dạ, thấy rất là may mắn luôn. Từ khi về sống chung á thì cảm giác giống như mình là đứa con gái bé nhỏ vậy á. Nhưng em có đi học may buổi tối là ba chở em đi, ngồi sau xe ba. À, con uống trà sữa này không, rồi quán này ngon không, con ăn cá viên chiên kia không, cứ đi đến từng khúc đường á thì ba lại hỏi như vậy, em thấy hạnh phúc lắm. Mình cưới nhau được bao lâu rồi em? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi, có cháu chưa? Không biết là chú có đang mong cháu không ạ? Cái đó thì chú rất là mong. Dạ. Nhưng mà cái đó là mình phải tin là trời cho thì được thôi, chứ giờ mình có muốn chưa được thì chừng nào có thì mừng vậy thôi. Ba em treo đầy hình con nít trong phòng em. Trời ơi vậy hả? Nhưng mà là do hiện tại là mình vì công việc quá nhiều hay là... Dạ em vẫn, vợ chồng em vẫn còn đang nhiều kế hoạch lắm chị. Dạ. Chưa thực hiện, gian dở. Chú ơi, cho con hỏi chút xíu nha. Chị có hay làm cho chú những cái bất ngờ gì mà làm chú nhớ, chú ấn tượng không? Tháng 2 năm vừa rồi, mới được có mấy tháng á. Thì hôm đó là sinh nhật của chú. Thì hai vợ chồng nó cũng tạo bất ngờ. Tức là chú vô phòng, chú nằm nghỉ. Thì nó gọi ba ra con hỏi này. Thì nó có mua một cái bánh sinh nhật, rồi mua cho tôi 2 cái áo. Thì cái đó là một cái ấn tượng mà gọi là bất ngờ hai vợ chồng nó dành cho tôi. Thì cái đó là ba cũng cảm ơn hai con. Đó giờ là mình chưa có ai làm sinh nhật cho tôi hết. Chưa có làm luôn. Đúng rồi. Lần đầu tiên là con dâu nó tổ chức. Tổ chức đó hả? Đúng rồi. Tổ chức được mới lần đó thôi hả? Thì nó mới về làm dâu rồi nó mới tổ chức, chứ còn trước thì nó có phải con dâu rồi nó tổ chức. Bên rất là thương con dâu. Ý là chú hỏi là 2 năm thì phải là 2 cái sinh nhật. Đúng rồi. Chắc có lẽ là chưa tới sinh nhật, gần tới rồi đó. Đúng không? Rồi. Em cũng không nhớ sinh nhật ba. Trước cái khúc mà ba kể đó là hôm đó đi về thấy ba uống lon bia mà có một mình thôi. Thì cũng đâu biết sinh nhật đâu, nhớ sinh nhật ba đâu. Thế là ba cho xem chứng minh nhân dân kiểu như là nhắc khéo hay sao em cũng không biết nữa. Cái vô tình mình thấy. Cái rồi ba đi ngủ cũng thấy là sao trời tội nghiệp ba quá, không ai làm gì cho ba, không ai nhớ hết. Thế là bác chồng phải chở đi mua bánh sinh nhật với quà cho ba. Nhưng ba chăm sóc con nhiều như vậy, có bao giờ con chăm sóc ba lại không? Có chứ. Năm ngoái tôi bị té xe gãy chân. Thì tôi nằm bệnh viện thì cháu nó cũng lên chăm sóc. Nhưng mà mình thì mình cảm thấy là mình ngại. Tại vì nó là con gái, là con dâu mà nó chăm sóc mình thì mình cảm thấy mình ngại mà thôi con đi về, nhưng mà nó không chịu. Rồi nó cũng lấy khăn rồi lau mặt rồi lau lưng rồi nó hỏi ba có ngứa lưng con gái chưa. Tức là nó coi mình giống như là bố đẻ nó, chứ nó không có dị nghị. Thì cái đó là một cái mừng. Có những cái chuyện gì mà con chưa hợp với ba không? Không, nhưng mà có. Tại vì ba có hút thuốc nhiều á. Bác sĩ nhớ có một lần bác sĩ hỏi ba là có hút thuốc hay không, ba bảo không, tôi chỉ hút thuốc lào thôi. Bác sĩ bó tay. Thì con dâu nó cũng khuyên, nó nói ba bớt lại đi. Thì mình cũng cố gắng, nhưng mà cái đó là cái thói quen, cái nghiền, nên là nó cũng thông cảm.
Nói chung là hai cha con này hình như không có một cái gì gọi là mâu thuẫn với nhau, bởi vì quá hợp với nhau. Cha đã nhường con rất là nhiều, thậm chí yêu thương con còn hơn con ruột luôn nữa. Nhưng mà hôm nay là chị là người đăng ký cái này cho hai cha con tham gia đúng không? Dạ không, chồng em đăng ký. Chồng em thích cho ba em với em lên chương trình để chia sẻ những cái chuyện kỷ niệm. Dễ thương quá nha. Thôi chồng anh đăng ký thì coi chồng em nói gì với hai cha con nha. Lúc mà mới về nhà chồng thì cũng thích thể hiện lắm. Hỏi ba là thích ăn gì thì con nấu. Ba cũng suy nghĩ rồi kêu là thôi thì nấu món cá chiên tương. Mặc dù không biết đâu nhưng mà lỡ nói rồi thì phải nhận. Sau đó gọi về cho mẹ để mẹ chỉ, còn trên này thì nấu. Kể từ cái ngày định mệnh đó thì đến nay đã hơn 2 năm gia đình chưa xuất hiện lại món cá chiên tương. Còn ba con thì là người miền Bắc mà cho nên là rất thích ăn thịt chó. Còn Thúy thì lại là người Việt Nam nuôi chó và rất là thương, cho nên là nhìn thấy thịt chó là sợ rồi. Ba thì cũng thương con rồi cũng ngại cho nên là rất là thèm, nhưng mà cũng phải đợi khi con tăng ca hay đi về ngoại thì mới dám ăn. Và sắp tới thì hai vợ chồng cũng có được cho riêng mình một cái tổ ấm. Tụi con rất là cảm ơn ba má đã luôn yêu thương, lo lắng và chăm sóc. Nợ mẹ một nàng dâu thì đã trẻ, giờ còn nợ ba má một đứa cháu nội thì vợ chồng con hứa là sẽ cố gắng để gia đình chúng ta có thêm những tiếng cười và những niềm vui mới. Anh có nhắc đến món cá chiên tương, đó là món đầu tiên mà em làm ra mắt ba má chồng, nhưng mà không thành công. Cái hồi mới về thì tôi cũng bảo là ba thì ba khoái người Nam nấu cái món cá lóc chiên tương hoặc là cá lóc hấp. Thế nó bảo thôi để mai con đi chợ con nấu cho. Thế là cá lóc nó không mua, nó mua cá diêu hồng. Thế về nó làm chiên tương, lúc mà mang lên nhìn không mà sợ rồi nhau ăn được nữa. Thế là cứ ấn tượng mãi cái bữa đó, mà bữa nay chồng nó kể lại thì tôi không muốn kể. Nhưng mà anh có dạy cho nó mà làm món gì không? Có chứ. Thì dạy món gì? Thì có nhiều món, chẳng hạn như là đơn giản thôi thì dạy nó bảo ba nấu ăn ngon, tức là mình nấu cái gì nó ăn nó khen ngon hết. Ngon thiệt không hay là không dám chê? Ví dụ như món mà chồng em mới vừa nói đó. Món đó là nó kỵ. Dạ sợ lắm, nhưng mà ba cứ lén lén, con dâu không có nhà thì ba mới dám ăn. Hồi xưa thì mình ăn nó thoải mái, nhưng mà mình biết là con dâu nó sợ, đâm ra là mình không muốn sợ cho nó có cảm giác là sợ, đâm ra là mình tránh đi thôi chứ không phải mình sợ đó. Tức là thí dụ căn hôm nào mà nó bảo ba cho con xin phép con về nhà ba mẹ con ăn cơm thì hôm đó mình mua mình ăn. Thôi, hôm nay thì cảm ơn cha chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình, và hy vọng rằng có nhiều cái người cha chồng dễ thương như thế này nữa, thậm chí mẹ chồng giống cha chồng cũng được ha, cũng yêu thương con mình như con ruột như vậy. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay thì con có muốn nói gì với cha con không? Dạ, con muốn thông qua chương trình này nói một điều mà mình luôn nghĩ nhưng lại không dám nói. Đó là con rất là thương ba. Thương ba như là ba ruột vậy. Rồi, ba cảm ơn con. Ba cũng muốn nói gì với con dâu không? Thì chỉ mong là vợ chồng con sống hạnh phúc vậy thôi. Rồi cố gắng săn cho ba đứa cháu nội để ba bầu. Đó. Hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi mãi luôn ha, như thế này. Và một lần nữa thì cảm ơn người đàn ông rất là tuyệt vời. Xin gửi gia đình một cái kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con cũng có phần quà dành cho chú. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, em xin tặng chị là Natogen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ, phần quà đặc biệt là con dành tặng cho chú và chị là một chiếc TV Smart TV hiệu Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Dạ, cảm ơn chú và chị đã đến với chương trình. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn anh Trần Linh và cháu Lê Lộc. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn gia đình nhiều. Mẹ em á là nội trợ chính, mẹ lo hết toàn bộ cái công việc nhà luôn, bếp núc, mẹ còn buôn bán nữa. Nhưng mà mẹ rất là gọi là nữ tướng vậy đó. Xin mời mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Dạ chào cô. Mẹ, mời cô ngồi. Chào chị, dạ xin mời chị. Cô có thể giới thiệu tên tuổi mình cho mọi người cùng biết ạ? Kính chào quý khách.
khán giả đến xem đài chương trình của Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Tôi là tên là Nguyễn Thị Cúc, năm nay 60 tuổi, ở phường 1 với quận 11. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng với Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Thu Thủy, hiện tại là em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là trưởng phòng kinh doanh tiệc cưới ở quận 7. Em làm dâu của mẹ được 6 năm mà. Ồ, 6 năm. Mình có em bé chưa chị hả? Chị có một bé rồi, một bé trai 5 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Hôm đó là nhằm dịp Tết, ba Tết gì đó, nó dẫn về giới thiệu nó mẹ này bạn gái con. Thấy cô nàng cũng xinh xinh với lại cũng dòm thấy cũng hiền hiền, thành ra cũng để ý, cũng nói thôi được. Mẹ chấm nhỏ này á, không biết tụi con sao, quen lâu chưa? Rồi nói tụi con là bạn học với nhau, hồi đó là coi như là học cấp 2. Xong rồi vắng đi thời gian rồi sau này hai người gặp lại sao rồi quen. Cái ấn tượng của chị đối với mẹ chồng của chị là như thế nào? Thì ảnh cũng hù dọa nhiều lắm, nói là ba mẹ anh khó lắm nha. Em mà về á, là em phải thùy mị đoan trang. Mà tính chị á, thì thùy mị ít lắm, hầu như là cũng nam tính, cũng mạnh mẽ lắm. Thì ảnh nói cũng sợ sợ, trong đầu mình rất là sợ về hình ảnh về người mẹ chồng. Mùng 3 Tết ảnh có vợ dẫn về nhà thì gặp ba mẹ thì cũng sợ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó giảm bớt đi, bởi vì nhìn mẹ, gương mặt mẹ rất là phúc hậu. Nhưng mà mẹ thì có nói với như vậy, hai đứa quen nhưng mà cũng ít nhất cũng năm hai năm mới được cưới đó. Thì mà ông xã hiện tại thì có nói là bây giờ anh dẫn về là cưới luôn, được là cưới luôn đó. Thì cũng suy nghĩ là anh cũng hứa lèo mình. Cô cảm giác rằng mình hợp với con dâu những cái tính cách nào? Thì thấy nó cũng lo làm ăn, dạ. Về rồi coi nó cũng có công ăn chuyện làm. Nhưng có hợp tính gì của cô? Hợp cái tính, coi như là tính tình thì cũng hợp, không có hợp gì sao nè? Chắc ăn uống có hợp ăn không? Ăn uống thì cũng hợp. Tại vì tôi cũng có một con dâu trước nữa, thêm hai dâu ở chung. Thành ra cũng có dặn là như là chị em bạn dâu thì coi như là phải hòa đồng với nhau, chứ đừng có như là gây gỗ hay là gì á, là ba mẹ không có thích. Chứ con cái nó mằng ăn, nó lo mằng ăn, mình cũng phụ giúp nó cái nào thì được cái nấy. Tại vì công việc của Thủy thì coi như là không phải là sáng đi chiều về, tại đôi lúc nó làm tới 11, 12 giờ đêm nó mới về. Mẹ con mình có câu chuyện gì mà vui vui không, hay là những cái kỷ niệm gì không? Lúc mà mới về á thì cũng được mẹ ruột á dặn rất là kỹ. Thì mới gặp lần đầu tiên á là sáng là 5 giờ dậy, tại vì gia đình cũng dậy sớm để mình lo cái buổi sáng trước. Thì lo được 3 ngày thì mẹ có nói là thôi con ơi, con đi làm thì thôi ăn sáng để tự túc đi, chứ ba mẹ cũng không câu nệ cái vấn đề mà con phải lo thức dậy sớm quá để mà chuẩn bị cái buổi sáng đó. Thì mẹ có nói thôi để ba mẹ tự túc cho. Cái đó hồi xưa giờ mẹ cũng là nội trợ trong nhà để mẹ lo vấn đề đó. Tự nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng gì đâu, hơi là có 3 ngày á, nếu mà suốt nữa chắc là... Gia đình mà có hai chị bạn dâu ở chung á thì nó cũng hơi nhạy cảm. Có những cái lúc nào mà mẹ khó xử giữa hai chị em dâu không? Cái nàng dâu trước thì cũng hiền như nói vậy đó, coi như là cũng biết hai chị em nó phân nhau làm gì làm, mình cũng ấy nữa, sanh con đẻ cái rồi toàn mình giữ không. Giữ cho nó đi làm, chứ giờ mướn người ta tiền đâu mà đủ đấy, để cho nó làm, nó có tiền nó mua sữa cho con nó uống, nó không báo mình thôi nó vậy đó, cũng như là tâm lý mình vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà vì hai chị em bạn dâu mà làm phiền đến mẹ chưa? Dạ có, này làm nghĩ nhiều lắm luôn á. Tại vì hai chị em á thì cũng đi làm, chỉ làm hành chánh, em thì làm theo ca, thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên chồng rất là nhiều, đặc biệt là mẹ chồng chăm lo nội trợ nè, với lại con cháu trong nhà, cho nên em cảm thấy cũng có lỗi nhiều. Có lỗi nhiều lắm. Còn ở chung vậy thì đi chợ đi búa tiền bạc ai lo nhỉ? Dạ thì mẹ em á là nội trợ chính, mẹ lo hết toàn bộ cái công việc nhà luôn, bếp núc, mẹ còn buôn bán nữa. Chung là mẹ rất là gọi là nữ tướng vậy đó. Dạ còn hai đứa dâu như em á thì tụi em cũng hỗ trợ một phần cũng nhỏ. Là mỗi tháng mình đưa hay sao chị? Dạ đúng rồi, mỗi tháng rồi. Ví dụ tiền điện tiền nước này kia phải phụ ba mẹ chứ, có khi nào quên đưa không? Có một lần á. Có thấy chưa?
Vụ này tôi biết mà hay quên lắm. Cũng hiểu lầm nhỏ nhỏ giữa mẹ với em thôi, thì hiểu lầm của vấn đề đó. Nhưng mà sau này được ba với chồng đứng ra hòa giải thì em với mẹ cũng hiểu nhau đôi chút về vấn đề mà quên đó. Thì mẹ thì xí xóa lắm, mẹ thông cảm cho con dâu lắm, mẹ không có giận hờn gì hết. Nhưng mà em thì cũng hơi ngạnh chút. Giận là giận sao? Là tại vì mình thật sự là mình có đưa nhưng mà mẹ thì chưa nhận được. Em đưa qua ai mà chưa nhận được? Chồng em cũng hay quên thì đâm ra em đưa cho chồng. Dạ đúng rồi, rồi. Chồng để cho chồng đưa. Dạ. Rồi chồng cũng có đưa mà đưa ở quán đúng không? Đó thì hai mẹ con hiểu lầm nhau, tự nhiên cái cảm thấy mình ức chế thì mình cũng khóc luôn, rồi hai mẹ con khóc. Bữa đó buồn lắm hả cô hả? Buồn thì giờ nó quên thì bữa hai bữa nó nhớ lại, nó suy nghĩ lại nó không có cô cái không nói chứ. Là quên luôn á. À, cô nói không có đưa mà nó có đưa hả? Nhiều khi nó trăm công ngàn việc nó quên thì mình cũng không kể thôi. Chứ trong nhà mà ở đông người đó, nhất là hai nàng dâu ở chung rồi, cái đôi khi mấy cái chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó để nó dồn nén á, đến lúc đó nó cũng mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Con cái là mẹ chồng lo hết. Trời ơi khỏe quá rồi luôn hả? Mẹ chắc kỹ lắm hả? Mẹ em thì cũng kỹ tính, mà em với mẹ lại có hai cái xu hướng mà nuôi dạy cháu nó khác nhau xíu. Mẹ thì cũng truyền thống, em thì quan điểm nó sẽ hiện đại hơn một chút xíu. Trước á, đồ đạc trong nhà em hay mua là bé là mua nhiều hơn bình thường. Tại vì em cũng học hỏi được là bé mà nếu mà được trang bị đồ á, mà mặc liên tục mới á, thì bé sẽ mau phát triển hơn. Ví dụ mẹ thì nói là bị mặc ít nhất phải là 4-5 tháng đi. Em thì em nghĩ là chừng 1-2 tháng là được rồi, để cho bé mặc nhiều đồ mới hơn một xíu, bé sẽ dễ phát triển hơn. Đó mẹ cũng hay la, mẹ nói là con phải tiết kiệm, con mua hoài như vậy là cũng hao tốn lắm. Đó để dành mua sữa cho nó uống. Thì muốn theo hướng mua xíu. Mua và già tiết. Dạ. Đúng không? Tiết đúng không cô? Nó nít thì nó mau lớn. Mình mua nhiều quá mấy mốt nó lớn cái nó chặt nữa cái mình bỏ uổng, để tiền đó mình xài về cái chuyện khác, ví dụ là để dành tiền mốt mình có ra riêng rồi mình mua nhà mua cửa rồi mình ở, chứ lẽ ở chung hoài. Thì còn chuyện nào bà già dặn nữa không? Còn bình sữa, ví dụ bình sữa nè. À em á lại mua con em á là tới 3 cái bình sữa, 2 cái bình nước, để mà uống xong á mình khi mình rửa rồi á mình để từ từ mình dùng cái thứ hai chút đi. Còn mẹ thì không chịu, mẹ nói là mẹ mua chi 3 cái, mua 1 cái được rồi, làm gì mà tốn tiền cái gì. Thì mẹ nói hồi xưa giờ tôi nuôi 7 con đâu có ai vậy đâu. Ừ. Cũng phè phè ra bình thường đó, nuôi 4 đứa, mình nuôi toàn là sữa mẹ không à, không có thay đổi sữa mẹ không à, tháng sữa nó giờ như cứ tháng cái tốn 1-2 thùng sữa. Đúng là tính khoa học đó cô, phải rửa rồi cái hấp cho nó sạch đó, tại vì con bú hàng ngày mà. Rồi cái thay đổi cô chắc là đó giờ mà 4 đứa con chắc xài có 1 cái hả? Có 1 cái một à? Thấy chưa? Xài có 1 cái thì chưa? Chị ơi cho em hỏi xíu nha, mẹ chị có vẻ hơi là quy tắc á, thì không biết là hai vợ chồng chị có gặp những cái vấn đề gì mà khó khăn không? Có chứ. Thì sau mà khi mà sinh á, mẹ săn sóc dữ lắm, mẹ bắt phải nịch bụng nè, rồi nằm than cũng hơ đó. À. Đặc biệt là cái chuyện mà vợ chồng á, thì mẹ dặn rất là kỹ. Mẹ nói là con phải ráng giữ mấy tháng sau mới được gần gũi nha, chưa không là mày khổ gắng chịu. Mẹ không cho quan hệ vợ chồng sau sinh con luôn hả? Dạ, để chung là giữ sức khỏe cho mình để sau này về sau này còn sinh nở nữa. Còn kỹ dữ vậy hả? À, kỹ chứ giờ nó ăn so mà mình không kỹ cho nó mai mốt mình nó bệnh đau con mình nuôi nó cũng vậy à, thấy không? Tức là sau mấy tháng mới được thì coi như trễ lắm cũng 4-5 tháng. Nhưng mà lỡ mấy anh chị lén thì cô đâu biết. Thì mình dặn vậy thôi, con nói tùy nó à, nó mốt nó bệnh hoạn thì nó ráng nó chịu, chứ giờ mình dặn vậy thôi chứ không đâu cấm được đâu. Có nhưng mà lâu cũng khá lạ. Mẹ chồng mà quan tâm nó đến quá mức đến cả cái đời sống của vợ chồng thì phải nói mẹ chồng rất là thương con dâu đó, chứ không phải đơn giản đâu nha. À, tính từ tiền bạc nữa ha, rồi công việc, rồi thậm chí là gia đình, rồi sức khỏe nữa. Em có hợp tính gì với mẹ không? À, mẹ với em ăn uống là hợp nhau lắm. Hợp hả? Sao mẹ em khác em khác? Tại hợp đi làm nó là thức đêm thức hôm hoài.
nó đi làm nó thời gian nó không có, nó thức khuya quá. Thức khuya thì nó ốm đúng không? Mẹ em nó ăn ngon lắm. Tiệc tùng là một tay mẹ em nấu. Có giờ em nấu cho mẹ không? Cũng có nhưng mà không được ngon như mẹ. Giai đoạn mà chị mang bầu á, mẹ có chăm sóc mình kỹ như thế nào không ta? Khi mà biết em mang bầu á thì cũng ăn đồ bổ không? Ăn mà nhiều khi mình cảm thấy là nó rất là ngán, mình thấy nó không phù hợp, nhu cầu mình không có, mẹ cứ bắt ăn. Ở dưới quê của mẹ, mẹ chồng em á, là ở Long An á, cũng gần. Thì có nuôi chú, em có nuôi gà với vịt gì đó, có ngỗng luôn. Sau em khoảng được 5 tháng, 5-6 tháng á, bắt đầu mẹ mới dặn chú á, khi nào ở dưới mà ngỗng mà có đẻ á, nói với mẹ để mẹ về mẹ lấy cho con dâu mẹ ăn. Thì mẹ khi em hỏi tại sao mẹ phải lấy như vậy, con mua cũng được. Thì mẹ có nói là nếu mà đích thân mẹ đi lựa cái trứng ngỗng đó đem lên cho con á, thì đứa con sau này á sẽ rất là tốt, thông minh, nó ngoan ngoãn, với lại một phần đức của mẹ nữa để cho cháu đó. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy rất là thương, cảm thấy quý mẹ rất là nhiều. Thấy chưa, mẹ chồng lo lắng tới mức là từ mẹ con tới cháu nữa ha. Thôi mẹ có hài lòng về những gì con dâu đã phục vụ cho mẹ không? Phải hài lòng, ở chung nhau được mấy năm chứ, nếu mà không hài lòng cho ra điên á. Có giờ la nó chưa? Thì cũng la thôi, những gái nào nó không phải thì mình kêu nó, mình nói. Dù la chuyện gì? Dạ như nó cưng con, nó chiều. Chúng đi làm tối ngày giờ con nó ở nhà đó. Giao hết cho mẹ luôn. Về nó giao luôn. Sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi điều gì con dâu mình không? Thì em cũng mong muốn là ước nguyện mình cũng lâu lắm rồi, nó mong cho hai vợ chồng nó làm sao, ráng làm sao để mà có số tiền để mà mua nhà ở riêng, để cho nó tự lập, nó tự lo nó. Nó còn nó ở chung với mình thì mình cũng thương cũng vậy, nhưng mà chỉ mong cho nó ra riêng để nó có như cái sự phấn đấu của nó để mình chăm lo cho cái gia đình và tức cuộc sống của nó. Mẹ chồng muốn con phát triển về mặt kinh tế đó. Phải phát triển thì nó sẽ khá hơn, sẽ có tiền mua nhà này kia đúng không? Còn con dâu mong muốn gì ở mẹ chồng mình? Sau những năm ở chung với ba mẹ chồng á thì em cũng chưa bao giờ mà thực sự là gửi lời cảm ơn đến gia đình chồng của mình đã đối xử với mình như vậy. Thì cũng qua chương trình này em cũng mong muốn là cái mối quan hệ giữa em với ba mẹ luôn luôn tốt và phát triển theo chiều hướng là nó sẽ thuận thảo lâu dài hơn nữa. Thôi bây giờ em hứa với mẹ đi, mẹ mong muốn gì đó. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thêm một người cháu nữa cho mẹ. Rồi hứa mua nhà, cố gắng mua nhà gì đó. Dạ. Mẹ vui. Ăn cố gắng tích lũy. Tích lũy ha. Vợ chồng nó tự lo. Ôm chặt lấy nhau nào. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, thành công. Con có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, phần quà dành cho chị là Natto Gen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Và phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Thăng hoa cảm xúc, tinh hoa công nghệ. Dạ, con xin tặng ạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Có thể người trong cuộc đôi khi họ cũng ngại nói ra, thậm chí không nói ra. Nhưng khán giả xem truyền hình, chúng ta cũng đã nhận biết những cái điều gì mà không hợp với nhau giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa con dâu và cha chồng vân vân, để chúng ta rút kinh nghiệm để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn dõi theo chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và Quỳnh Linh, Lê Lộc hẹn gặp lại tuần sau chúng ta tiếp tục với cặp mẹ chồng nàng dâu nào nhé. Và đặc biệt, khán giả xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cũng có cơ hội nhận được chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng thông qua câu hỏi của chương trình tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Câu hỏi như sau: con dâu Phương Thúy ở cặp ba chồng nàng dâu đã làm dâu được bao lâu? A. 1 năm, B. 2 năm, C. là 3 năm. Mong là các bạn sẽ gửi câu trả lời về để sớm nhận được phần quà của chương trình. Còn bây giờ, Lê Lộc, Quỳ Linh tạm biệt, hẹn gặp lại.
Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á, thì bắt đầu đè nó không? Kêu ảnh dậy, ảnh phát đồ ảnh nè. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline 0915 746 099 để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Ờ má ráng như giờ mà bà bảo lấu chắc cũng không biết lấu cầu cho. Mẹ nói vậy cầu cho bà đừng bảo lấu cái gì. Mà tự nhiên giờ thêm một người về, cái nó nghiêng nó lệch như vậy luôn. Giống như giả tỷ mẹ nấu cơm ròng rã mồ hôi xong cái dắt vừa chổi quét nhà làm gì. Nó đâu có ngó, nó nói mẹ xong chưa, con đói lắm rồi. Còn vợ nó về rửa cái chén đi. Em để đó đi, em dọn đồ đi anh rửa cho.